Thu Thủy rất vinh hạnh khi được đồng hành cùng quý khán giả thân mến của kênh YouTube Tang Media Job Network, kênh thông tin tuyển dụng uy tín được thực hiện bởi công ty truyền thông Tang Media. Và bây giờ, Thu Thủy mời quý vị cùng theo dõi thông tin cơ hội việc làm hấp dẫn ngay sau đây. Quý khán giả thân mến, có thể thấy thì các công việc bán hàng tại Úc Châu đã và đang mở rộng và tìm kiếm khá nhiều nhân sự có kinh nghiệm hoặc không có kinh nghiệm đều được hướng dẫn và đào tạo tận tình. Một cơ hội tiếp theo quý vị phải quan tâm ngay đến từ shop bánh mì ở vùng Gunoynak, New South Wales gần Wollongong. Hiện tại, shop đang tuyển dụng thêm nữ nhân viên bán hàng với thời gian làm việc cực kỳ linh động, phù hợp cho người muốn tìm kiếm thêm thu nhập part-time hay cần một công việc ổn định full-time. Mức lương sẽ được thỏa thuận cụ thể, phù hợp theo năng lực và kinh nghiệm làm việc của quý vị. Nhưng cũng đừng ngần ngại ứng tuyển dù chưa có kinh nghiệm bán hàng, vì chủ shop và nhân viên ở đây vẫn luôn hỗ trợ nhiệt tình, đào tạo và chào đón nhân sự mới. Môi trường trẻ trung năng động và nhiều cơ hội sẽ phù hợp cho ứng viên nữ nào đang tìm kiếm công việc. Liên hệ ngay Diễm Linh qua số điện thoại 0414 385 678 để trao đổi chi tiết việc làm. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến phản hồi từ quý vị để kênh YouTube Tang Media Job Network phát triển ngày một tốt hơn nữa. Và đừng quên like, share, subscribe và nhấn biểu tượng chuông nhé. Nếu như quý vị cần đăng tin tuyển dụng, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0488 884 440 hoặc số điện thoại 02 9721 1521 hoặc có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ info@tangmedia.tv. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.